Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng sẽ dành thời lượng lớn để chuyển tải những thông tin này đến quý vị. Tại quận Liên Chiểu, lãnh đạo quận đã đến thăm tặng quà cho 50 gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó bày tỏ lòng tri ân đến các mẹ Việt Nam anh hùng, những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời khẳng định các địa phương luôn quan tâm đến chính sách, chế độ với những người có công với cách mạng, nhất là những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo quận chúc các gia đình chính sách có nhiều sức khỏe, luôn là tấm gương để con cháu noi theo, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, xây dựng quận Liên Chiểu ngày càng phát triển, trở thành đô thị lớn phía Tây Bắc của thành phố. Đảng bộ và nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu vừa tiến hành thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Cù Đê. Trong hai cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, sông Cù Đê là nơi gắn liền với những chiến công hiển hách của những trận đánh ác liệt như Đồn Nhất Hải Vân, Kho Xăng Liên Chiểu, Cầu Năm Ô, Hồng Vàng, Bến Đò Thủy Tú. Trong các trận đánh đó đã có hàng trăm chiến sĩ ngã xuống. Để tri ân các anh hùng liệt sĩ, hàng năm cứ vào dịp 27 tháng 7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Hiệp Bắc tổ chức thả hoa đăng nhằm thể hiện lòng biết ơn, sự tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của dân tộc, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và tổng kết hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2022, lãnh đạo phường Nại Hiên Đông đã gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn đến các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn phường. Đồng thời cho biết toàn phường hiện quản lý 260 đối tượng, trong đó có hai mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, một anh hùng lực lượng vũ trang, 62 thương bệnh binh và gần 200 thân nhân các gia đình chính sách. Trong 5 năm qua, phường đã huy động các nguồn lực để xây mới và sửa chữa 56 nhà với kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng. Dịp này, phường đã trao 32 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Còn tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, các đại biểu đã cùng ôn lại những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc, tưởng niệm và tri ân những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Những năm qua, phường đã có nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay, phường đã sửa chữa 12 nhà chính sách với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Trong thời gian đến, phường tiếp tục phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, sử dụng mọi nguồn lực tinh thần lẫn vật chất để hỗ trợ tốt hơn nữa cho các hộ gia đình chính sách. Cũng trong dịp này, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu cũng tổ chức lễ kỷ niệm và cùng nhau ôn lại những trang lịch sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Trong những năm qua, phường Hòa Thuận Tây luôn dành sự quan tâm và nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hơn 490 người có công và thân nhân có công với cách mạng trên địa bàn phường. Trong những năm qua, phường Hòa Thuận Tây luôn dành sự quan tâm và nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hơn 490 người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn phường. Trong 5 năm qua đã cất mới 25 nhà tình nghĩa, sửa chữa 54 căn nhà cho người có công, góp phần ổn định nhà ở cho 79 gia đình người có công trong phường. Tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, các đại biểu cũng đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đến nay, phường đã thực hiện chế độ điều dưỡng cho trên 620 lượt đối tượng chính sách, xây mới và sửa chữa 49 nhà với số tiền 1,3 tỷ đồng, giải quyết ưu đãi về giáo dục cho các đối tượng là con của thương bệnh binh, miễn giảm thuế cho gia đình chính sách. Qua đó, 100% hộ chính sách trên địa bàn phường đã có cuộc sống ổn định, tạo tiền đề để phát triển kinh tế gia đình. Dịp này, phường trao tặng 5 suất quà mỗi suất 5 triệu đồng cho các gia đình chính sách, khen thưởng các cán bộ khu dân cư có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Tại phường Tân Chính, tối qua, các đại biểu lãnh đạo phường và quận Thanh Khê đã kính cẩn nghiêng mình dâng hương, tưởng niệm để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường đề nghị các ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nhất là quan tâm đến công tác giáo dục dạy nghề, tạo việc làm cho những người có công và con em họ, giúp đỡ thiết thực và hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất lẫn tinh thần. Dịp này, phường Tân Chính đã trao 43 sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn
với tổng giá trị là 46 triệu đồng. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây, có 364 liệt sĩ, 153 thương bệnh binh, 19 người có công với cách mạng. Trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền phường Hòa Thọ Tây luôn dành sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, quan tâm đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách. Ngoài thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công năm 2022, Đảng bộ chính quyền phường Hòa Thọ Tây vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trao tặng 184 xuất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các gia đình chính sách. Nhân dịp này, địa phương khen thưởng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa trong 5 năm qua và một cá nhân thương binh tiêu biểu.